Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình để góp những tốc cần cát đi free để tham gia hôm nay. Một clip phần liên mô tả mở Telegram, bấm nút start nha các bạn. Sau khi bấm start xong các bạn lướt cấp tra nha các bạn. Lướt cấp tra xong thì các bạn bấm nút chat. Bấm nút chat xong các bạn bấm vào nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group Green Challenge nha các bạn. Mình đã join rồi. Tốc cần này sẽ lên sàn Uniswap các bạn. Hiện tại con này nó trong chương trình bán hàng free sale, một tốc cần cát này khoảng 0.75 x cho một đô tốc cần gao 1 gao 2 nha các bạn. Rồi sau khi các bạn làm hết nhiệm vụ thì tại Twitter thì các bạn follow và tại Twitter nha các bạn. Các bạn vào follow nha các bạn. Rồi các bạn tại Twitter nha các bạn. Các bạn theo dõi nha các bạn, làm hết nhiệm vụ nha các bạn. Thì tại Twitter thì các bạn đi với chỉ dẫn tại Twitter comment nha các bạn. Các bạn good ai góp đi. Còn mình rồi các bạn tài quyết lại tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn tài quyết xong các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn vào follow Reddit luôn các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản Reddit thì các bạn nhấp vào đăng ký với tài khoản Reddit như Facebook, Zalo các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một follow nha các bạn, rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm nút submit nha các bạn, sau khi bấm submit thì nó kêu tất cả các bạn điền là username đó nha các bạn. Cộng MMO của bạn nha các bạn. You verify then. Rồi tất cả bấm vào nút send nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở cái link này Rewit link. Rồi các bạn gửi cái link Rewit từ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn gom từ Twitter của mình ra. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch bên cùng, các bạn nhấp vào hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục chia sẻ nha các bạn. Các bạn sao chép đến tờ quýt nha các bạn. Các bạn mới đáp lại nha các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm send nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được nha các bạn. Mình đã nhận được 30 tốc cần cát nha các bạn. Quýt giao các bạn. Tốc cần này hiện tại nó chưa cho các bạn, nó chưa cập nhật địa chỉ nhưng mà sau này nó cập nhật địa chỉ trên form thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn tiếp để rút tốc cần này dạng các bạn. Bấm vào status để cập nhật tài khoản của mình nha. Rồi các bạn việc bấm vào cái form lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Đây là dự án khá là ngon. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.